Các bạn, hôm nay là đội Việt Nam của chúng ta đấu với Malaysia. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cổ vũ như là son, nồi, chảo, kèn. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm kèn để cổ vũ đội Việt Nam. Đây, một cái kèn mình đã làm xong rồi nè. Rồi nãy chưa? Okay, rất là đơn giản nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái lon bò húc cộng với một cái chai không độ. Thì cái chai không đổi với cái lon hút mới làm được, còn những cái chai khác nó không có hợp nha. Tí né rồi coi tí. Xong đây. Xong đây. Rồi. Chai không độ thì đầu tiên các bạn sẽ cắt bỏ cái mặt này ra nha. Rồi chúng ta sử dụng cái kéo và cái kìm gì cũng được. Rồi chúng ta cắt, chúng ta bỏ cái miếng này ra. Bỏ cái dùm trên. Rồi các bạn chú ý rồi đừng có cho nó nhô ra ngoài, để cái miếng này còn còn cái bong bóng gì nữa nha. Rồi xong, tiếp theo là chúng ta sẽ cắt luôn cái đít của nó. Đây, cắt bỏ cái đít. Rồi chúng ta cắt cái này cho nó bằng lại, để cầm nữa mình dán lại nó không có bị trúng cái ok. Rồi xong, ok, rất là đơn giản nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái chai không độ, chúng ta sẽ bỏ cái nắp ra, chúng ta có thể bỏ luôn. Rồi bây giờ tới cái chai không độ thì mình cắt cái đít ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái đít ra, cắt cái chai không độ ra. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái quả bong bóng nha các bạn cắt ra một cái bong bóng, chúng ta cắt ra làm hai miếng đó, một miếng nhỏ này thôi. Chúng ta sẽ cầm lên trên đây, chúng ta không chúng ta cột lại nha, thì biết rồi nhìn coi. Rồi cái phần này thì nó hơi khó chút xíu, đối với các bạn nữ sẽ hơi khó làm nha, các bạn nam thì thôi. Đây chúng ta sẽ cầm nó như này. Rồi chúng ta cộng một cộng thun, chúng ta buộc vào. Chịu khó một tí. Rồi, một cộng, thêm một cộng nữa cho nó chắc thôi, chứ mà nó tụt, buộc cho nó khỏi tụt thôi. Ok, rồi, xong rồi. Nhiệm vụ còn lại thì chúng ta sẽ đục thêm một cái lỗ ở đây để mình thổi nha các bạn. Dồn đây con. Đi nè. Đang quay. Không nhìn đâu vậy? Tôi đang quay nè. Đây, chúng ta đục cái lỗ này. Để miệng chúng ta thổi nha. Sau đó chúng ta sẽ đút cái chai vô. Các bạn thấy đút cái chai vô nó vừa xích. Thì cái lỗ trong đây nè. Các bạn sẽ lưu ý là nếu mà nó căng lên là chúng ta sẽ thổi mạnh. Mà nó ít căng chúng ta sẽ thổi nhẹ. Đó, chúng ta thổi. Cái miệng nó phải vừa đụng ở đây nó mới kêu. Nếu nó không đụng là nó không kêu nha. Đó, nó đụng rồi nè. Nếu chúng ta để căng lên, từ từ con, từ từ. Nếu mà để căng lên chút xíu, mình thổi nó sẽ mạnh hơn và nó kêu to hơn. Nếu mà chúng ta để dài thêm miếng nữa thì nó càng bự nữa. Trời, nó nặng quá. Để nó hay mình nghĩ là các bạn nó vừa đụng thôi. Rồi, từ từ con. Mình sẽ dán băng keo lại để cho nó không có tuột. Nó không có tuột cái phần giữa cái lon với cái chai ra. Đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được cái lon của Vũ. Đây, bên đây. Chúc các bạn thành công với cái càng nha. Bye bye.